Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 387. Cư An Tư Nguy. Tin này cũng không nói rõ ràng lắm. Hình như là Ngũ Thế Tiên Tộc kết minh với cùng hội nghị viên. Nhưng việc này vừa truyền ra thì đã bị Ngũ Thế Tiên Tộc và hội nghị viên ra mặt bác bỏ tin đồn. Ngôn từ của cả hai bên đều rất tương tự nhau, nói rằng rất tôn trọng đối phương. Đồng thời còn ôm hy vọng vào sự hợp tác sau này với nhau. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa đến cả lúc hai bên kết minh. Mấy lời này để lừa người khác thì còn được. Nhưng những tu sĩ trong hệ thống của liên bang đều biết không có lửa thì làm sao có khói. Rất có thể là Ngũ Thế Tiên Tộc và hội nghị viên thực sự đang tiến hành liên kết, hòng kết minh với nhau. Tin tức này cũng có thể do bọn họ đưa ra để nhằm thăm dò phản ứng của các bên. Bảo Nhạc thân là thành chủ của thành Sao Hỏa chính tam tước, xem như quan lớn trong liên bang, nên đương nhiên cũng có nghe phong thanh về chuyện này. Hắn còn đang kinh ngạc tìm Lâm Thiên Hạo để thăm dò, nhưng bản thân của Thiên Hạo cũng chẳng biết được nhiều hơn Bảo Nhạc là bao. Có thể thấy Lâm Hữu cũng chẳng đề cập đến chuyện này với hắn. Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc thì không để ý đến nó nữa, cảm thấy chuyện của Ngũ Thế Tiên Tộc và hội nghị viên không liên quan gì đến mình, nên lại dồn hết sự chú ý vào việc khai thác và xây dựng tân thành. Có kinh nghiệm từ việc xây dựng tân khu nên Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị sẵn với công tác xây dựng tân thành này. Sau khi bàn bạc với ba người Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo Kim Đa Minh, thì cả bốn nhau chia ra để tiến hành quy hoạch toàn bộ thành trì, trọng điểm vẫn là trận pháp. Có điều lần này không phải dưỡng khí hồn linh trận nữa, mà là Bảo Nhạc đại trận. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở quy hoạch mà thôi, bởi đây không phải là xây dựng một tân khu mà là cả một thành trì. Còn cần rất nhiều tài nguyên và nhân lực. Mặc dù Sao Hỏa và Liên Bang đã xin đơn xây thành, nhưng muốn bọn họ cấp vốn thì rất khó. Vậy nên hiện tại, tài nguyên chính là một vấn đề nan giải của Bảo Nhạc, nhưng hắn cảm thấy mình đã quen với việc giải quyết khó khăn rồi, nhất là khó khăn về mặt tài nguyên này. Thầm nghĩ muốn giải quyết nó cũng chẳng khó khăn gì. Ai là khu trưởng thì người đó phụ trách xây dựng của khu mình. Đây là khẩu hiệu của Vương Bảo Nhạc, cũng là mệnh lệnh đầu tiên do hắn tuyên bố kể từ khi chính thức trở thành thành chủ chính tam tước. Hắn đã nói theo cách chế tạo tân khu trước kia, đồng thời cũng bắt chước áp lực mà vực chủ Sao Hỏa đưa ra cho hắn lúc trước. Bảo Nhạc cảm thấy mình đã nắm quyền rồi thì cứ noi mà làm theo. Hiến pháp tạm thời có 3 điều. Một là không có tài nguyên. Hai là nửa năm sau sẽ kiểm tra quá trình xây dựng, ít nhất cũng phải chứa được 100 triệu dân cư. 3. Một khi không đạt chuẩn thì phải lập tức rời khỏi cương vị. Vương Bảo Nhạc thấy thỏa sức trẻ, bừng ý chí. Ba đạo pháp lệnh này vừa ra thì lập tức dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng lúc này lại có Khổng Đạo, Kim Đao Minh và Lâm Thiên Hạo đồng thời đứng ra tỏ thái độ ủng hộ Vương Bảo Nhạc, cũng đồng ý và chủ động thực thi ba đạo pháp lệnh này làm gương. Điều này khiến cho các thế lực đang rất bất mãn ở bên ngoài phải chào thua. Bọn họ biết rõ ba người này lấy được lợi ích lớn, thế lực sau lưng họ đương nhiên phải đền đáp và ra sức củng cố địa vị cho họ, nên mới cam tâm tình nguyện bỏ giải nguyên ra. Những thế lực khác đành bỏ mưu hèn kế bẩn đi, cả đám nghiến răng nghiến lợi bắt đầu chạy trọt. Tòa thành thứ hai này của Sao Hỏa có thể gọi là tân thành thần binh. Trước kia còn là tân khu thì đã vô cùng quan trọng. Này lên làm tân thành, chẳng những có thể tác dụng quan trọng trong việc khai thác thần binh, mà bản thân nó còn có ý nghĩa cực lớn. Nếu như nắm được nó, dù chỉ một phần thôi thì sau này cũng sẽ nhận được hồi báo cực lớn. Một khi bỏ qua, bị thế lực khác giành được, thì sau này bản thân sẽ rất bị động. Đồng thời mọi người cũng nhìn ra được, trận pháp của Vương Bảo Nhạc thật sự có thể đẩy nhanh tốc độ hòa tan của bức tường. Thậm chí 3 năm là thời gian dự tính lâu nhất rồi. Có khi chỉ 1-2 năm là đã có thể khiến cho bức tường đó toàn giã hoàn toàn, để các cường giả liên bang có thể vào đó lấy thần binh.
cho nên các thế lực khắp nơi đều nhằm nhè vào chức vị khu trưởng này, lần lượt chuẩn bị tranh giành. Trong lúc tất cả các đại nhân vật liên bang đều chú ý tới Tân Thành Thần Binh, thì Vương Bảo Nhạc lại đang cân nhắc cho tương lai của tòa thành này. Thứ quan trọng nhất hiện tại chính là chế tạo ra Bảo Nhạc đại trận. Ngoài ra còn phải đảm bảo địa vị của mình trong ngôi thành này không bị lay chuyển, từ đó biến thành không ai thay thế được. Chế tạo đại trận có thể phát huy được điểm này. Đồng thời Bảo Nhạc cũng đang cân nhắc việc ứng cử viên cho ba ghế khu trường còn lại. Hắn thầm nghĩ tốt nhất là đối phương không có địch ý gì với mình. Cùng với đó còn phải mang theo tài nguyên. Hắn đã truyền âm cho vực chủ Sa Hỏa, uyên chuyển biểu đạt ý của mình, nhưng vực chủ lại thản nhiên nói: người không cần phải lo lắng. Về vấn đề này, ba khu trưởng của Tân Thành Thần Binh đều do liên bang đích thân bổ nhiệm, quyền quyết định không nằm ở trong tay người, ngay cả vị trí phó thành chủ cũng thế. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì cảm thấy tức giận, nhưng hắn cũng hiểu rõ thân khu trở thành Tân Thành giúp mình nhận được lợi ích cực lớn. Liên bang không thể nào cho mình đề cử và nhúng tay vào việc chọn khu trưởng nữa. Cuối cùng hắn đành thở dài một tiếng. Ba khu trưởng này sẽ là ai đây nhỉ? Cả phó thành chủ nữa. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn không sợ người tới quá cường thế, mà chỉ cảm thấy tâm phúc bên cạnh mình quá ít. Lâm Thiên Hạo có thể xem như một người rồi. Còn Kim Đa Minh và Khổng Đạo, hai tên đó cộng lại cũng chẳng thể tính là một người nữa. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Hắn biết Tân Thành vừa xây dựng sẽ có quy mô quá lớn, thể chế bên trong cũng cần rất nhiều người, các thế lực khác nhất định sẽ xếp người vào. Đây mới là chuyện mà hắn lo sợ nhất. Tuyệt đối không thể để bị mất quyền lực được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, an cư tư nguy, đồng thời cũng nhanh chóng nghĩ cách. Sau đó truyền âm cho Trác Nhất Phàm muốn hắn tới đây giúp mình. Nhưng Trác Nhất Phàm lại đang có nhiệm vụ trong người, trong thời gian ngắn thì khó mà tới được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn dặn dò hắn chú ý an toàn. Lúc này mới kết thúc truyền âm, tiếp theo lại liên hệ với Triệu Nhã Mộng. Ta không đến được sao hả? Ngoài ra ta cũng sắp bị tuyên chuyển đến chỗ văn phòng tổng thống làm việc rồi. Nên Bảo Nhạc à, lần này ta không giúp được ngươi. Nhưng nếu ở Sao Hỏa mà gặp phải chuyện, thì ngươi cứ nói với ta, nếu giúp được thì ta nhất định sẽ giúp. Đầu tiên Triệu Nhã Mộng tỏ vẻ mình không tiện, sau đó có vẻ tùy ý nói thêm một câu, nhưng Bảo Nhạc đang thất vọng, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Sau khi thở dài thì lại nói thêm vài điều về trận pháp. Kết thúc truyền âm, hắn ngồi một lúc rồi hít sâu, sau đó ngẩng phát đầu lên. Xem ra mình chỉ có thể tung tuyệt chiêu cuối mà thôi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc loe sáng, trực tiếp mở nhẫn truyền âm lên, kéo đến dãy số của Liễu Đạo Bân rồi gọi. Liễu Đạo Bân, đến Tân Thành Thần Binh giúp ta đi. Liễu Đạo Bân đang dắt đám binh tử dưới trướng đi kiểm tra trong pháp bình các. Sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì lập tức bấm nghe, tâm trạng cũng kích động không thôi. Thành chủ, ta có tới hay không? Vương Bảo Nhạc hỏi lại lần nữa. Tới chứ. Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp lại. Sau đó không dắt người đi kiểm tra nữa mà chạy thẳng lên đỉnh pháp binh để báo cáo công tác. Trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm giác cơ hội mà mình chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng tới rồi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng truyền âm cho tông chủ đạo viện Phiêu Miểu, hai người trao đổi một phen. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc kể xong khó khăn trước mặt thì tông chủ bèn mỉm cười, ông đã biết là sẽ có chuyện này xảy ra. Dù cho Vương Bảo Nhạc không truyền âm thì vài ngày tới ông cũng sẽ liên lạc với hắn một phen. Lúc này nghe hắn nói xong thì ông lập tức đồng ý. Bảo Nhạc, ngươi chính là học sinh ưu tú nhất của đạo viện Phiêu Miểu ta. Lão Phù vẫn luôn đánh giá ngươi cực cao. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Đạo viện Phiêu Miểu là nhà của ngươi, ta sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi. Chẳng phải là nhân lực thôi à? Lão Phù sẽ lập tức sắp xếp đưa lượng lớn đệ tử trong đạo viện Phiêu Miểu đến làm tai mắt khắp Tân Thành Thần Binh cho người. Có tông chủ ủng hộ hết mình, Bảo Nhạc cảm thấy yên lòng hơn hẳn, nên trong thời gian chờ đợi tu sĩ của đạo viện Phiêu Miểu đến thì hắn lại xem rốt cuộc ai sẽ là phó thành chủ. Hắn biết rõ phó thành chủ không phải là khu trưởng, dựa vào tước vị của mình thì có thể áp hẳn khu trưởng một bậc, nhưng với phó thành chủ
thì cần phải uyển chuyển một chút. Tốt nhất là người quen, có thế thì mới dễ làm việc. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi việc quy hoạch thành trì đã xong xuôi, thì người của đạo viện Phiêu Miểu cũng cưỡi 10 chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của Tân Khu Xa Hỏa. Trong phi thuyền, Liễu Đạo Vân kích động, nhìn mặt đất ngày càng ở gần bên dưới, cảm thấy một con đường rộng mở đang trải ra ngay dưới chân mình. Đi theo thành chủ, hầu hạ hắn cho thật tốt, thì mình nhất định sẽ không thiệt thòi đi đâu được. Liễu Đạo Vân hớn hở vỗ về túi trữ vật của mình, lòng thầm đắc ý, trong này chứa đầy đồ ăn vặt đủ vị. Luận khả năng lịnh nọt, nếu như Liễu Đạo Vân nhận thứ hai, thì đạo viện Phiêu Miểu không ai dám đứng thứ nhất. Liễu Đạo Vân ngẩng đầu lên, lấy làm tự hào. Chương 388, Lý Uyển Nhi đính hôn. Chẳng mấy chốc, 10 chiếc phi thuyền này đã đáp xuống phi trường giản dị ở bên trong Tân Thành Thần Binh. Bảo Nhạc là chủ nhà, đồng thời người tới lại là sư đệ, sư muội, thậm chí có không ít người còn là sư huynh, sư tỷ của mình, nên đương nhiên phải tự mình nghênh đón. Sự xuất hiện của hắn khiến cho những đệ tử đạo viện Phiêu Miểu vừa bước xuống phi thuyền lập tức cuồng nhiệt thấy rõ, hai mắt đầy vẻ sùng bái, lần lượt bước lên bái kiến. Bái kiến sư huynh, bái kiến đàn anh, bái kiến thành chủ. Vì không phải ai cũng như nhau, nên với họ, Bảo Nhạc lại có các thân phận khác. Tuy lần này thanh âm không đồng nhất, nhưng vẫn vô cùng vác dội. Vương Bảo Nhạc cũng kích động vô cùng, hắn cảm thấy đây đúng là nhân duyên của mình ở đạo viện vô cùng tốt, lại được nhiều người yêu thích như thế. Hắn càng tự tin vào gương mặt đẹp trai và dáng người mi nhon của mình hơn. Vương Bảo Nhạc đang định bước lên cho các học sinh học muội một cái ôm chào hỏi nồng nhiệt, thì Liễu Đạo Bân đã ở phía sau khóc lóc nhào tới. Còn chưa tới gần Vương Bảo Nhạc thì sự kích động và mừng rỡ của hắn đã vượt qua tiếng chào của tất cả mọi người, vang vọng khắp bốn phía. Bảo Nhạc sư huynh, ta nhớ người quá, nhớ muốn chết luôn. Liễu Đạo Bân toàn thân run rẩy bước lên ôm chặt lấy đùi của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến cho Bảo Nhạc cảm động không thôi, thậm chí mấy người đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình rung động. Kim Đàm Minh cũng nhìn Liễu Đạo Bân một cái, không đạo thì thầm tán thành, duy chỉ có Lâm Thiên Hạo là giữ vẻ mặt vô cùng cổ quái. Một mặt là vì hắn biết rõ Lâm Thiên Hạo, mặt khác không rõ tại sao hắn thấy sự xuất hiện của Liễu Đạo Bân sẽ làm địa vị của mình lung lay. Đạo Bân thấy Liễu Đạo Bân kích động ôm đùi mình run rẩy như thế, Bảo Nhạc cũng phải cảm động, trong lòng lại thấy hổ thẹn, sao mình chỉ biết nhìn mấy học muội mà không để ý tới người đàn em này cơ chứ. Trong lòng tự trách, Vương Bảo Nhạc đỡ Liễu Đạo Bân dậy, vui mừng vỗ vai hắn, sau đó lại nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Liễu Đạo Bân đứng ở bên cạnh, vừa lau nước mắt, vừa để ý tới hành động của Vương Bảo Nhạc, thấy vậy bèn nhỏ giọng nhắc nhở. Sư huynh, Chu Tiểu Nhã vẫn còn đang bế quan, còn Đỗ Mẫn thì đã đến mặt trăng do bí cảnh trúc cơ lại mở ra rồi. Vẫn còn bế quan cơ á? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn chợt cảm thấy việc mình giúp Chu Tiểu Nhã vào đan đạo các đúng là một quyết định sai lầm. Đan đạo các này đúng là không phải người, nhận đệ tử xong thì cứ bắt bế quan suốt ngày, đúng là biến thái đến mức khiến người ta cảm thấy cảm phẫn. Bảo Nhạc tức giận, thầm nghĩ mình phải tìm cơ hội quay về trái đất, tự mình đến đan đạo các hỏi xem bọn họ có ý gì mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Bảo Nhạc lại quay sang hàn huyền với các đệ tử của đạo viện Phiêu Miểu một phen, cuối cùng mới sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Thứ chờ bọn họ tiếp theo chính là nhận chức ở các bộ ngành trong Tân Thành. Sau khi làm xong mọi thứ, Vương Bảo Nhạc mới dắt Liễu Đạo Bân đến văn phòng của mình. Vừa mới vào thì Liễu Đạo Bân đã lập tức nấu nước, tự mình pha trà cho Vương Bảo Nhạc vô cùng thuần thục, sau đó cúi đầu đứng ở một bên cạnh hắn, lại còn lấy một quyển sổ ra ghi chép, trên mặt lộ ra vẻ lắng nghe. Cảnh tượng này khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng quen thuộc, bất giác nhớ đến lúc còn ở trong đạo viện, nên cảm khái hỏi thăm chuyện Đỗ Mẫn đến mặt trăng, rồi cầm chung trà lên uống một hớp. Sau khi đặt xuống thì bổ nhiệm Liễu Đạo Bân làm chủ nhiệm văn phòng của mình. Liễu Đạo Bân vừa được bổ nhiệm thì lập tức vỗ ngực cam đoan. Thành chủ cứ yên tâm, cha ta trước kia cũng đảm nhiệm chức vụ này, ta cũng được xem ông làm việc từ nhỏ đến lớn, nên rành lắm,
ta đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lại càng hài lòng hơn, dặn dò một phen. Suốt quá trình Liễu Đạo Bân đều ghi lại hết, chỉ sợ bỏ sót chữ nào. Thái độ nghiêm cẩn khiến cho người ta vô cùng hài lòng. Cuối cùng trước khi đi, Liễu Đạo Bân còn lấy một cái túi chữ vật ra đặt ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhớ mày toán từ chối. Liễu Đạo Bân lập tức mở miệng đổ một số thứ ở bên trong ra. Bảo Nhạc thấy vậy thì mới nhận lấy túi chữ vật xem thử, phát hiện bên trong chỉ toàn là đồ ăn vặt, thậm chí còn có mấy mươi thùng nước băng linh với đủ loại mùi vị của đạo viện Phiêu Miểu, lại càng hài lòng hơn. Thấy Vương Bảo Nhạc hài lòng như thế, Liễu Đạo Bân cũng thỏa mãn vô cùng. Sau khi dọn dẹp văn phòng sạch sẽ thì mới rời khỏi. Vẫn là Liễu Đạo Bân tốt. Vương Bảo Nhạc ngồi đó ăn vặt uống nước băng linh, vừa cảm khái vừa nghĩ, này Tân Thành đã đầy đủ rồi, chỉ chờ ba khu trưởng mới đến đây rồi xây dựng nữa mà thôi. Mới đó mà đã qua 2 ngày. Trong thời gian này, liên bang mãi mà vẫn không cho ra quyết định về ba vị khu trưởng này. Có thể thấy được lần cạnh tranh này dữ dội đến mức nào. Nhưng trong quá trình các thế lực tranh giành vị trí khu trưởng này thì lại có một tin tức liên quan tới ngũ thế tiên tộc và hội nghị viên được tung ra, khiến cho dư luận bùng nổ dữ dội, bởi vì tin tức lần này còn cụ thể hơn cả lần trước đó. Lúc trước chỉ nói là hai bên sắp kết minh, nhưng lần này không hề nhắc đến chuyện kết minh, chỉ nói là nghị viên trưởng muốn làm thông gia với Trần gia trong ngũ thế tiên tộc. Tin tức này vừa truyền ra thì khiến cho mọi người lập tức giật mình. Vương Bảo Nhạc cũng thế, hắn nhịn không được mà cho ra một suy đoán, tiếp theo lại tìm Lâm Thiên Hạo hỏi cho rõ. Lần này Lâm Thiên Hạo cũng biết nhiều hơn một chút, dù sao thì lần trước Vương Bảo Nhạc hỏi tới mà hắn lại không biết gì, khiến hắn cảm thấy tác dụng của mình không còn lớn như trước nữa. Nhất là sau khi gặp Liễu Đạo Bân thì hắn lại cảm thấy nguy hiểm hơn, nên khi nghe xong tin tức này thì đã truyền âm cho cha mình để hỏi thăm. Lâm Hữu bất đắc dĩ chỉ có thể nói một phần chân tướng cho hắn nghe, nên sau khi Vương Bảo Nhạc gọi hắn tới và hỏi lại lần nữa thì Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi rồi đáp ngay. Thành chủ, chuyện này ta cũng vừa mới biết được, cơ bản là đã xác định được Lý Uyển Nhi và con trưởng của Trần gia là Trần Mộc sắp đính hôn với nhau, 1 năm sau sẽ thành hôn. Ta từng gặp Trần Mộc này rồi, lớn tuổi hơn chúng ta một chút, nên đã nhậm chức từ lâu, cũng là tòng tứ tước, có thực quyền trong liên bang. Lúc còn bé, cha ta cứ lấy hắn để ra so với ta, bảo ta phải noi gương hắn. Thiên Hạo cảm khái, nhưng hắn vừa mới nói đến đây, thì Phước Bảo Nhạc đã vỗ bàn thật mạnh. Chuyện quái quỷ gì thế này, thời buổi nào rồi mà còn ép duyên với liên hôn nữa chứ? Trước đó Vương Bảo Nhạc đã có suy đoán cho trường hợp xấu nhất rồi. Này nghe Lâm Thiên Hạo nói xong thì trong đầu lập tức nhớ lại lúc mình và Lý Uyển Nhi ở trong mật thất, cảm giác như người phụ nữ của mình đã bị cướp đi vậy. Lâm Thiên Hạo còn hoảng sợ hơn, lấy làm kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thành chủ có quen biết với Trần Mộc, nên vội nói vun vào. Đúng vậy, thành chủ nói rất đúng, bây giờ đã là kỳ linh nguyên rồi mà còn liên hôn, Trần Mộc cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, lấy ai không lấy, lại đi lấy cái bà gái già Lý Uyển Nhi bạo lực kia. Lâm Thiên Hạo thở dài, đang định nói tiếp, thì Vương Bảo Nhạc đã ngẩng đầu lên quắc mắt nhìn hắn. Điều này khiến Lâm Thiên Hạo giật thót mình, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã hiểu sai. Người Vương Bảo Nhạc bênh vực không phải là Trần Mộc mà là Lý Uyển Nhi. Suy đoán này khiến cho hắn trợn trừng hai mắt. Cái tên Trần cái gì gỗ đó là cái thá gì? Hắn không sợ Lý Uyển Nhi thiên hắn à? Vương Bảo Nhạc chừng Lâm Thiên Hạo một cái xong thì lại bất mãn với vụ liên hôn này hơn, bèn hư lạnh một tiếng. Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra khiến Lâm Thiên Hạo càng xác định được suy đoán của mình là đúng, nên sắc mặt trở nên rất lạ. Thầm nghĩ không hổ là thành chủ, cô nhìn con gái quả nhiên không giống với người thường. Nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể kể rõ những gì cha hắn đã nói cho Vương Bảo Nhạc nghe. Lần này ngũ thế tiên tộc và hội nghị viên sẽ dùng việc liên hôn để tiến hành kết minh chặt chẽ hơn. Mặc dù trước đó hai bên cũng có chút mâu thuẫn, nhưng bản chất của chính trị chính là thỏa hiệp.
Đồng thời ta còn nghe nói Trần Gia vì muốn cướp cho bằng được Lý Uyển Nhi mà đã đưa ra khoản sinh lễ, kiến nghị viên trưởng không có cách nào từ chối được. Sau khi nói xong, Lâm Thiên Hạo cũng chẳng dám ở lâu, nên tranh thủ cáo từ. Mãi đến khi rời khỏi nhà mà trong lòng vẫn cảm khái, Phương Bảo Nhạc quả nhiên giống mình. Bảo Nhạc ở bên này cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, trong lòng thì bực bội, rất khó diễn tả. Tóm lại, hắn cảm thấy cái tên Trần Mộc này muốn cắm sừng mình. Con mẹ ngươi, dám giành người con gái đã nhìn hết cơ thể ta, ta nhất định sẽ đập chết ngươi. Sát khí trong lòng của Vương Bảo Nhạc bốc lên ngùn ngụt. Chương 389, Phó Thành Chủ nhậm chức. Sát khí dữ dội khiến cho Vương Bảo Nhạc không biết phải phát tiết thế nào. Bèn đi vài vòng trong phòng, sau đó lại lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho Lý Uyển Nhi. Ngay khi vừa kết nối, không chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng thì giọng nói lạnh lẽo của Lý Uyển Nhi đã vang lên bên tai. Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết này khiến cho Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi. Ta nghe nói cô sắp đính hôn với tên khốn Trần Gia à? Lý Uyển Nhi im lặng một lúc rồi mới lạnh lùng đáp. Liên quan gì đến người chứ? Ngoài ra vị hôn phu của ta không phải là tên khốn. Xin người nói năng tôn trọng một chút đi, Vương Thành Chủ. Mấy lời này khiến Vương Bảo Nhạc dừng bước hẳn lại. Sát khí trong lòng cũng từ từ giảm xuống. Im lặng một lúc rồi mỉm cười. Chúc mừng. Đoạn Vương Bảo Nhạc trực tiếp tắt truyền âm, sau đó hít sâu một tiếng rồi đẩy cửa sổ ra ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài. Hồi lâu sau hắn mới xoay người, khoanh chân ngồi xuống, muốn nhờ việc tu luyện khiến cho mình bình tĩnh lại. Nhưng hắn không biết, lúc này trong văn phòng bộ vực kỳ bên trong thành thực dân xa hòa, Lý Uyển Nhi cũng thẫn thờ đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía thân thành của Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau cố mới thở dài một tiếng thật kẽ, chỉ riêng bản thân mới nghe thấy. Vương Bảo Nhạc cũng mất rất nhiều sức mới từ từ khiến mình bình tĩnh lại được. Không nghĩ về chuyện của Lý Uyển Nhi nữa, hắn cảm thấy mình không có tư cách gì để xen vào chuyện này. Tuy thân thể của mình đã bị nhìn hết rồi, tổn thất nặng nề, nhưng nghĩ kỹ thì tên khốn bên Trần Gia còn lỗ to hơn cả mình. Sau khi tự an ủi bản thân như thế, dù trong lòng vẫn còn ghen ghét, nhưng hắn lại hừ một tiếng, từ từ bình tĩnh lại, không dần đắm chìm vào trong việc tu luyện. Tu vi của hắn trước đó ta là trúc cơ hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, dù phải bận việc xây dựng ở tân khu, nhưng sau khi chia việc ra cho thuộc hạ thì vẫn còn rất nhiều thời gian tu luyện. Quan trọng nhất là có khí thức của hang thần minh, nên việc tu luyện minh pháp lại càng tăng cực nhanh. Đồng thời cũng kéo lôi pháp của hắn tăng lên, khiến cho tu vi của Vương Bảo Nhạc ngày càng cao hơn. Phải biết rằng, người khác đến trúc cơ hậu kỳ muốn tăng lên một chút thôi thì cũng phải tu luyện trong thời gian nhất định, ít nhất cũng phải tốn vài năm mới có thể đột phá. Dù sao thì quá trình trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn cũng cần tích lũy rất lâu. Tất cả cũng là để đột phá vào bước kết đan. Tích lũy càng thâm hậu thì khả năng thành công lại càng thêm lớn, nên không thể qua loa được. Cũng chẳng có đường tắt để đi. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc có minh pháp gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tới đại viên mãn, nhưng cũng đã đi được hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, việc tu hành này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, cần phải tích lũy từng chút một mới được. Cho nên mấy ngày bế quan khiến tâm tình của hắn hoàn toàn bình phục. Sau khi tu luyện xong, vừa mở mắt ra thì đã thấy bầu trời tối đen, bên ngoài cửa sổ có ánh đèn leo lét, thậm chí còn có ánh sáng trận pháp phát ra với biết bao tiếng ồn ào náo nhiệt của tân khu lúc về đêm. Tuy còn vẫn chưa được xây dựng, nhưng dù sao thì tân thành đã cũng có hơn 100 triệu dân cư, đương nhiên bắt đầu có cuộc sống về đêm, cho nơi này trở nên náo nhiệt và có sức sống hơn hẳn. Nhìn ánh đèn sáng trưng kia, cảm ứng được bầu không khí náo nhiệt của tân thành, Vương Bảo Nhạc cũng phải hít sâu một hơi. Mặc dù tiếp tục ngồi xuống tu luyện, trong đầu đã bắt đầu suy xét về con đường luyện khí của mình. Bây giờ mình đã thành thạo việc luyện chế linh bảo cấp 5 rồi. Bảo Nhạc thì thào: việc chế tạo bất diệt thành có thể nói là trụ cột, chỉ toàn là linh bảo ngũ phẩm,
cho nên Vương Bảo Nhạc tự nhận khả năng luyện chế linh bảo cấp 5 của mình đã đến trình độ nhất định. Thậm chí phần lớn linh bảo do hắn luyện chế ra đều là hoàn mỹ. Tiếp theo chính là linh bảo cấp 6. Nếu vậy thì mình có thể sắp xếp thử luyện chế linh bảo cấp 7 rồi. Nghĩ tới đây, hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Chế tạo pháp binh chính là thành tựu mà bất kỳ pháp binh tu nào cũng tha thiết và ước mơ. Bảo Nhạc nhận thức sâu sắc về độ cường hãn của pháp binh, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, thật ra trên đào pháp binh kia không hoàn toàn phù hợp với mình. Muốn kết hợp hoàn mỹ thì chỉ có thể chế tạo riêng cho bản thân mà thôi. Nhưng ở liên bang này, không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có cơ hội đó. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, thì sở hữu một pháp binh đã như trúng số độc đắc rồi. Muốn chế tạo riêng thì chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Tuy vậy, đối với Vương Bảo Nhạc thì đây chưa chắc là mơ. Hắn vẫn có thể làm được điều đó. Điều này cũng khiến hắn thoát ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ trước đó. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên đầy vẻ chờ mong và kích động. Đồng thời hắn hiểu rõ việc này phải làm từng bước một. Chờ mong thì cũng được, nhưng không thể nóng vội. Bởi có sốt ruột cách mấy thì cũng vô dụng mà thôi. Tiếp theo chính là thử luyện chế linh bảo cấp 6. Ngoài ra còn phải tăng cấp hết cái đống pháp khí của mình lên đến trình độ linh bảo cấp 5 mới được. Quan trọng nhất chính là vỏ kiếm pháp khí bản mệnh của mình. Sau khi bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc lập tức hạ quyết tâm bắt tay vào làm việc. Trước kia hắn phải dùng tài nguyên thật tiết kiệm. Dù sao thì mỗi lần luyện chế đều tốn rất nhiều tiền của, nhất là tài liệu luyện chế linh bảo cấp 5. Cái nào cũng đắt đỏ và quý hiếm. Nhưng này thân là thành chủ chính tam tước, trong tay nắm vô số tài nguyên. Thân là thành chủ, hắn có rất nhiều cách để lấy đủ tài nguyên luyện khí trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến việc xây dựng của thành trì. Chuyện này cũng chẳng cần lén lút gì. Trong liên bang thì đây hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên nếu ăn trắng trợn quá thì lại khác. Nên trong điều kiện đầy đủ tài nguyên như thế, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thăng cấp linh bảo của mình lên. Luyện chế khí thế ngất trời. Luyện chế thăng cấp mấy món linh bảo khác thì khá đơn giản. Chỉ riêng có pháp khí bản mệnh của hắn thì hơi gian nan. Chẳng những cần số lượng binh xa đủ lớn mà còn phải thử đi thử lại rất nhiều lần. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chẳng nóng lòng. Trong quá trình chờ phó thành chủ và những khu trưởng khác đến, hắn lại tiến hành song song cả việc luyện chế pháp khí và tu luyện. Mọi việc đều duy trì tầm phát triển ổn định. Điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối nhất chính là từ đầu tới cuối, hắn đều không có cơ hội thi triển bí pháp thần thông thi nhan của Minh Pháp. Bởi vì xung quanh lắm thầy nhiều ma, thi nhan lại là bí thuật của Minh Pháp. Nếu như bị người khác phát hiện, thì Vương Bảo Nhạc khó mà nói rõ được, nên chỉ có thể tiếc nuối gác lại một bên, sau đó thầm tưởng tượng và mô phỏng ở trong lòng mà thôi. Không biết đến khi nào mới có thể thật sự tìm người thi triển thi nhan một lần đây. Ngoài việc tu luyện ra, thì thoảng Vương Bảo Nhạc lại cảm khái một chút. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó lại hơn nửa tháng. Lúc này, sau khi trải qua hơn một tháng cạnh tranh của đủ các thế lực khắp nơi, cuối cùng ba khu trưởng của thân thành thần binh cũng đã có thay đổi. Mặc dù vẫn chưa xác định hẳn, nhưng ứng cử viên cho chức phó thành chủ thì đã xác định được. Vương Bảo Nhạc nhận được thông tin của vực chủ Sa Hỏa, nói cho hắn biết phó thành chủ đã được xác định, vài ngày nữa sẽ đến nhậm chức. Khi nghe vực chủ Sa Hỏa nói tên của đối phương ra, thì tâm trạng vốn đã bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc lại dậy sóng lần nữa. Sao lại là cô ấy chứ? Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng sau khi suy nghĩ, bỏ qua hết các rắc rối cá nhân, thì việc cô ấy trở thành phó thành chủ thì cũng khá hợp lý. Dù sao thì cô ấy cũng nhận chức ở Sa Hỏa nhiều năm, đồng thời chức vụ của cô ấy cũng là tòng tam tước từ lâu. Dù là tu vi hay bối cảnh cũng có thể xem như nhân tài kiệt xuất, để cô ấy đảm nhận chức vụ phó thành chủ thì cũng là đương nhiên. Người được chọn làm phó thành chủ lần này chính là Lý Uyển Nhi. Đồng thời cô ấy cũng không phải thân phận tòng tam tước tới đây, mà là được thăng lên làm chính tam tước, ngang hàng với Vương Bảo Nhạc, sau đó tới đây làm phó thành chủ. Việc thăng tước này có thể thấy được rất nhiều việc. Bảo Nhạc cũng hiểu được phần nào, nhưng vẫn thấy tâm tình vô cùng phức tạp.
Hắn không thể thay đổi việc Lý Uyển Nhi đính hôn với Trường Từ Trần gia. Vốn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại, nào ngờ tương lai của cả hai còn phải làm việc với chung với nhau. Điều này khiến Bảo Nhạc thở dài thườn thượt, đầu đau đớn vài ngày. Cuối cùng thì Lý Uyển Nhi cũng đến. Sau khi phi thuyền đáp xuống, bóng dáng cao gầy quyến rũ của Lý Uyển Nhi xuất hiện trước mắt của những người đến nghênh đón. Bảo Nhạc lại càng thấy tiếc nuối và ghen tị hơn. Nhưng so với hắn, dù những người khác cũng bị vóc dáng quyến rũ của Lý Uyển Nhi hấp dẫn, tuy nhiên trong lòng cũng run rẩy, biết rõ đây là một cái đóa hoa hồng có gai, nổi tiếng hung tàn nên ai cũng phải cúi đầu chào hỏi, đến cả Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo cũng vậy. Kim Đà Minh vẫn còn suy nghĩ xem nên thử sức khiêu chiến đi tán Lý Uyển Nhi một phen hay không, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy đã đính hôn cùng với việc ngày xưa mình suýt bị thiến thì hắn lại thấy ám ảnh, nên thành thật hơn một chút. Trong lúc mọi người chào hỏi thì Lý Uyển Nhi lạnh lùng đi tới trước mặt của Vương Bảo Nhạc, nhìn hắn một cái rồi mới lạnh mặt cúi đầu. Tham kiến thành chủ, ta nhận lệnh của vực chủ, ngoại trừ giám sát việc xây dựng thành trì ra, ta còn phụ trách công tác giám sát bộ thành kỳ của Tân Thành, mong sau này thành chủ phối hợp nhiều hơn. Chương 390, không phải oan gia không gặp mặt. Thái độ lạnh lùng, giọng điệu cứng nhắc chỉ bàn công việc của Lý Uyển Nhi, khiến cho những người đến đón đều phải suy nghĩ sâu xa. Sau đó đồng loạt nhìn về phía hai người Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi. Nhất là mọi người đều biết Lý Uyển Nhi lấy thân phận chính tam tước đến đây để làm phó thành chủ, tước vị ngang hàng với Vương Bảo Nhạc, nên dù chức vị không giống nhau, nhưng thực tế trong Tân Thành này, Lý Uyển Nhi lại là người duy nhất có địa vị ngang ngửa với Vương Bảo Nhạc. Người như thế vừa đến đã tỏ rõ thái độ lạnh lùng, giọng điệu không lấy gì làm thân thiện, đồng thời còn nắm giữ nơi đáng sợ như bộ thành kỳ, đầy giống như một tín hiệu đối với tất cả mọi người. Chỉ trong chớp mắt, toàn phi trường đã an tĩnh lại. Khổng Đạo nhíu mày, hắn vốn không để ý chuyện Lý Uyển Nhi tới đây, nhưng này khí thế của đối phương như thế, hắn lại không phải kẻ ngốc, nên đương nhiên cũng nhìn ra mánh khóe, không khỏi nheo mắt lại. Khổng Đạo, hắn vốn không quan tâm đến những kẻ khác, nhưng Vương Bảo Nhạc đã có ơn với hắn, lại giúp hắn thăng quan tiến chức, nên hắn cảm thấy mình ở cùng phe với Vương Bảo Nhạc. Theo bản năng có phần mâu thuẫn cũng như phần cảm ứng với sự có mặt và thái độ với Lý Uyển Nhi. Lâm Thiên Hạo thì khỏi cần phải nói tới, dù cha hắn và cha của Lý Uyển Nhi đều trong nghị viên hội, nhưng hắn cảm thấy người lớn là người lớn, mình là mình, nên cũng nhướng mày một cái. Tuy nhiên chợt nghĩ đến suy đoán của mình về quan hệ của Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi thì hắn lại chớp mắt vài cái, thầm nghĩ chuyện này vẫn còn nhiều điều khuất tất nên không tiện bày tỏ thái độ. Kim Đà Minh cũng lấy làm kinh ngạc, theo ấn tượng của hắn thì mặc dù cô nàng Lý Uyển Nhi này khá nóng tính nhưng không phải là kẻ xúc động và lỗ mãng, theo lý mà nói thì không thể vừa đến đã tỏ thái độ như vậy được. Cô ấy cố ý thể hiện cho kẻ khác xem mà. Kim Đà Minh sinh ra nghi hoặc, cảm giác này rất rõ ràng. Bảo Nhạc lại càng cảm giác được rõ ràng hơn ai hết, chút phức tạp trong lòng hắn trước đó nay đã tiêu tan hơn phân nửa, trong mắt từ từ biến thành lạnh lùng và nghiêm túc, chỉ khẽ gật đầu với Lý Uyển Nhi một cái, xong rồi xoay người bỏ đi, không nói lời nào. Nếu như Vương Bảo Nhạc mở miệng thì thôi, nhưng này hắn lại im lặng bỏ đi thẳng như thế. Hành động này chẳng thể hiện rõ tư thái của hắn. Tầm ảnh hưởng của hắn đối với Tân Thành rất lớn, nên hắn vừa đi thì Lâm Thiên Hạo và Khổng Đạo cũng xoay người đi theo. Kim Đà Minh chần chừ một lúc thì gật đầu với Lý Uyển Nhi một cái, sau đó cũng nối gót theo sau. Mấy người khác thấy mấy vị đứng đầu hục hặc như thế thì nào dám đến gần, nên sau khi chào hỏi thì đều lũ lượt giải tán. Chẳng mấy chốc đoàn người đến gần đón Lý Uyển Nhi chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Lý Uyển Nhi đứng đó khẽ nhíu mày, mặc dù trước khi tới cô đã điều tra sơ về Tân Thành, biết rõ địa vị của Vương Bảo Nhạc ra sao, nhưng sau khi đến thì vẫn bị uy danh của hắn ở đây làm giật mình. Trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước đến đây cha cô đã nói một câu: Vương Bảo Nhạc này không phải là kẻ tầm thường, sau khi tân khu bến thành Tân Thành thì địa vị của hắn ở Tân Thành Tân Bình đã không thể bị lay chuyển được.
chuyện giữa con và hắn cũng phải tỏ rõ thái độ, lập tức cắt đứt. Nghĩ tới đây, Lý Uyển Nhi thầm thở dài. Thật ra cô không hề muốn tới đây. Một phần là do trước kia cô có chức vụ cao hơn Vương Bảo Nhạc. Này Vương Bảo Nhạc lại thành lãnh đạo trên danh nghĩa của cô, khiến cô thấy không quen lắm. Mặt khác là do trước đó cô và Vương Bảo Nhạc có vài bí mật, không tiện nói ra. Này cô lại đính hôn. Tuy rằng cô vẫn luôn phản đối hôn sự này, trong lòng không muốn, nhưng cuối cùng đành phải thỏa hiệp, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Điều này khiến cô cảm thấy lòng dạ rối bời khi đối diện với Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi chôn chặt những cảm xúc phức tạp này xuống đáy lòng, thì Lý Uyển Nhi mới hít sâu một hơi, dẫn thuộc hạ sau lưng đi vào Tân Thành Thần Bình. Bởi vì nơi này hiện tại chỉ có một khu, nên văn phòng làm việc của cô ở cùng tòa nhà với Vương Bảo Nhạc, cách nhau cũng không xa lắm. Vừa nhậm chức, Lý Uyển Nhi thu hồi bao suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, nhúng tay vào quản lý các hạng mục trong Tân Thành. Đồng thời cũng phái không ít thủ hạ vào các ngành trong Tân Thành, nhưng cô cũng chẳng vọng động, không làm những chuyện ra vẻ khiêu khích uy quyền của Vương Bảo Nhạc nữa, thậm chí còn chủ động phối hợp khiến việc quy hoạch của Tân Thành được hoàn thiện hơn. Đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải thừa nhận Lý Uyển Nhi rất có bản lĩnh cao trong việc xử lý chính vụ. Mình khó mà bằng được. Đồng thời sau khi cô bắt tay vào làm việc, thì tiết tấu ở bên trong Tân Thành cũng được đẩy nhanh hơn trước. Có nhiều điều lệ được đưa ra. Tất cả những việc này khiến cho đám người Khổng Đạo phải có cách nhìn khác đối với Lý Uyển Nhi. Cảm giác mâu thuẫn trong lòng cũng nhạt bớt. Theo công tác được triển khai, Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi cũng khó tránh khỏi việc tiếp xúc với nhau nhiều. Dù sao thì việc quy hoạch của cả tà thành này cũng lấy Vương Bảo Nhạc đại trận làm cơ sở, nên đề nghị của Vương Bảo Nhạc rất quan trọng trong quá trình quy hoạch này. Lúc này, cả hai đang ngồi ở trong văn phòng của Vương Bảo Nhạc để bàn về kế hoạch xây dựng khu vực thứ 6 của Tân Thành. Thành chủ, dựa theo trận pháp của người thì việc quy hoạch khu vực thứ 6 này có vài chỗ nhất định phải thay đổi. Một khi làm vậy thì sẽ giúp đề cao uy lực của trận pháp cũng như giảm bớt vốn xây dựng. Lý Uyển Nhi nghiêm mặt đưa ra một tấm thẻ ngọc cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc tỏ thái độ nghiêm túc làm việc, hắn nhận lấy và xem xét xong thì cũng phải giật mình. Quy hoạch bên trong thẻ ngọc này khi được Lý Uyển Nhi sửa chữa thì rõ ràng tốt hơn trước nhiều. Đồng thời Bảo Nhạc cũng nghĩ kể từ sau khi đối phương tới thì Tân Thành trở nên trật tự thấy rõ, khiến hắn thầm cảm khái lần nữa. Cứ dựa theo cái này để báo cáo lên đi. Vương Bảo Nhạc chẳng để lộ ra chút nào, chỉ buông thẻ ngọc xuống rồi gật đầu một cái mà thôi. Lý Uyển Nhi im lặng xoay người đi. Thấy cô mở cửa sắp sửa đi ra khỏi phòng, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng duyên dáng của cô, bỗng nhiên lên tiếng. Lý Uyển Nhi, dù cô cố gắng ra vẻ lạnh lùng với ta đến đâu đi nữa thì ta cũng là lãnh đạo của cô. Song song đó, nếu cô đã tới đây đảm nhiệm chức vụ phó thành chủ thì phải nhớ rõ một điều, Tân Thành mà phát triển tốt thì mới có lợi cho cả cô và ta. Ta tôn trọng cô, cũng mong cô sẽ tôn trọng ta. Về chuyện trong Tân Thành, Vương Bảo Nhạc ta không phải là kẻ cứng đầu thủ cựu, chúng ta có thể thương lượng để tìm hướng giải quyết. Ta không biết cô có mục đích gì khi tới Tân Thành này hay không, nhưng nơi này bị toàn bộ liên bang chú ý. Nếu có chuyện gì, Vương Bảo Nhạc ta không phải là kẻ rộng lượng ngu xuẩn, ta là kẻ có thù tất báo. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện rõ ràng như thế với Lý Uyển Nhi. Hắn vừa lên tiếng thì Lý Uyển Nhi đã dừng bước. Cô đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc như đang suy tư. Trong văn phòng nhất thời trở nên nặng ngắt như tờ. Ta biết rồi. Hồi lâu sau, Lý Uyển Nhi mới từ từ cất lời. Mặc dù dòng điệu vẫn cứng nhắc, nhưng đã bớt phần nào lạnh lẽo. Tuy nhiên, cô vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng. Sau khi ra khỏi văn phòng của Vương Bảo Nhạc, trên đường quay về chỗ của mình, trong mắt của Lý Uyển Nhi lại đong đầy vẻ tiếc nuối và phức tạp. Cô biết rõ lời Vương Bảo Nhạc nói rất đúng. Tân Thành ổn định mới là điều quan trọng nhất hơn tất tài. Cô thừa nhận trong lòng mình có chút cảm giác khác thường với Vương Bảo Nhạc, nhưng cô cũng biết rõ mình tới Tân Thành là vì một nhiệm vụ, không phải để phá hoại cái gì, mà là trải đường và bảo vệ cho vị hôn phu của mình dựa theo điều kiện liên hôn của hội nghị viên và ngũ thế thiên tộc.
Người khác không rõ ba khu trưởng tương lai là ai, nhưng cô lại biết rõ một trong số đó chính là Trần Mộc, trưởng tử Trần gia. Cô còn biết rõ việc mình bảo vệ Trần Mộc sẽ khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc. Tuy cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng lại khó mà tránh được. Nên điều duy nhất cô không thể làm chính là cắt đứt bao nỗi tơ vương, cư xử với Vương Bảo Nhạc theo công việc mà thôi. Bảo Nhạc không rõ cụ thể tâm tư của Lý Uyển Nhi, nhưng ít nhiều cũng đoán ra được đôi chút. Thật ra sau khi Lý Uyển Nhi tới thì Vương Bảo Nhạc đã phân tích rõ ràng. Hắn cảm thấy khả năng Trần Mộc, vị hôn phu của cô đến đây là rất cao. Mọi chuyện quả nhiên đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc. Vài ngày sau, ứng cử viên cho ba chức khu trưởng Tân Khu Giao Hòa còn lại rốt cuộc cũng được xác định sau hơn một tháng kéo dài và tranh giành. Khi vực chủ Giao Hòa gửi thông báo đến tay Vương Bảo Nhạc, hắn cũng thấy được tư liệu về ba vị tân khu trưởng này. Người đầu tiên đúng là trưởng tử Trần gia Trần Mộc. Người thứ hai là thiếu niên áo quấn đầy vải đen thuộc Tinh Hà Lạc Nhật Tông, từng ủ mưu đánh cướp Vương Bảo Nhạc không thành, còn bị hắn lột sạch trên mặt trăng. Người thứ ba là một cô gái. Vương Bảo Nhạc không biết cô ta, nhưng tài liệu nói rõ cô ta đến từ Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Các thế lực lớn của liên bang xem như tề tựu đông đủ trong Tân Thành Thần Binh này, cũng có thể xem Tân Thành này như một liên bang thu nhỏ. Chương 391, khu tự trị. Trần Mộc, Ôn Huệ và cả phương tinh của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Nhìn phần hồ sơ do vực chủ Sa Hỏa gửi tới, Vương Bảo Nhạc thoáng nhướng mày. Đến bây giờ hắn mới biết, hóa ra thiếu niên từng muốn cướp của hắn, sau lại bị hắn chấn ngược lại trên bí cảnh mặt trăng tên Ôn Huệ. Ấn tượng sâu đậm nhất về Ôn Huệ của Vương Bảo Nhạc chính là tên này rất nghèo. Nghèo thì thôi đi, còn làm màu với quấn vải đen khắp người, dáng người lại không được đẹp như ta, thằng em cũng chẳng tốt như ta. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, theo kinh nghiệm gia tăng, hắn lại càng có cảm giác như mình độc cô cầu bại. Nhưng khi nhìn đến phần hồ sơ của Trần Mộc thì cảm giác này của hắn lại tụt hơn phân nửa. Trần Mộc này đến từ ngũ thế tiên tộc, mà trong ngũ thế tiên tộc, địa vị của Trần gia lại đứng trên Trác gia. Mặc dù đều là gia tộc hạch tâm, nhưng Trần gia dường như chiếm đến 3/10 trong ngũ thế tiên tộc. Trần Mộc lại là trưởng tử trong thế hệ này của Trần gia. Dù không nhất định sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng, nhưng khả năng để hắn trở thành tộc trưởng lại không hề nhỏ. Phần hồ sơ mà vực chủ Sa Hỏa đưa cho mình đúng là thú vị. Bảo Nhạc xoa nhẹ thẻ ngọc, nhau mắt lại. Thật ra không rõ có phải vực chủ Sa Hỏa tự mình phê chuẩn và chú thích hay không, nhưng các phần tài liệu này đều có vài dòng ghi chú. Phần ghi chú dành cho Trần Mộc chỉ có một câu: trí lớn nhưng tài mọn. Còn Ôn Huệ thì là tâm ngoan thủ lặt, lòng muông dạ thú. Duy chỉ có cô phương tình của Vũ Hóa Thiên Tiên Thông kia thì đánh giá tốt hơn đôi một chút. Chỉ nói tính tình nóng nảy mà thôi. Bảo Nhạc cũng không rõ ba lời này có phải thật hay không, nhưng đoán chừng là của vực chủ Sa Hỏa. Thế là hắn không khỏi tự hỏi, nếu như vực chủ Sa Hỏa đánh giá mình thì sẽ ghi gì đây? Khỏi đoán cũng biết, chắc là anh tuấn tiêu sái, tài trí kinh người, đẹp trai nhất liên bang chứ gì. Mấy lời này ta nghe nhàm cả tai rồi. Bảo Nhạc lắc đầu, nhưng cũng không bị ba đoạn đánh giá này làm ảnh hưởng. Hắn biết rõ mình chỉ có thể tham khảo phán đoán của người khác mà thôi. Nếu như thói quen xem kẻ khác là kẻ ngốc thì chỉ có nước hối hận. Nhưng tên Trần Mộc này nhất định là một khúc gỗ. Bảo Nhạc cừ một tiếng, nhưng biết rõ mình không thể chối bỏ sự thật là ba vị khu trưởng từ trên trời rơi xuống này sắp sửa đến nhận chức. Đây là kết quả do tất cả các thế lực khác cùng thương lượng với liên bang và Sa Hỏa. Đồng thời trong hồ sơ cũng có nói rõ ba người này không đến một mình, bọn họ cũng mang theo rất nhiều tài nguyên đến cùng, giống như ba người Lâm Thiên Nạo, Khổng Đạo và Kim Đa Minh, tất cả đều phải tự bỏ tài nguyên ra để xây dựng Tân Thành. Lần nào Sa Hỏa và liên bang cũng dùng chiêu tay không bắt sói này, chẳng biết đổi chiêu mới gì hết. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, tuy rằng lần này người đưa tài nguyên đến nhiều nhất là Trần Mộc, nhưng hắn vẫn có ác cảm cực kỳ cao đối với tên Trần Mộc này, nhìn kiểu gì cũng thấy gai mắt. Chính hắn cũng hiểu rõ,
dù là tầm quan trọng hay quy mô tương lai của Tân Thành đều hơn hẳn Tân Khu, quyền lợi của mình cũng cao hơn trước. Nhưng theo đó chính là nhất định phải càng bị buộc chặt vào các thế lực khác lẫn liên bang. Loại trói buộc này có thể xem như so kè ngấm ngầm. Có điều thứ cần so không phải là thần thông mà là các thủ đoạn và thế cục. Tu vi của mình còn quá yếu. Nếu như bây giờ mình là Nguyên Anh thì có thể táng chết mấy người đó. Gia tộc và các thế lực của họ chắc chắn không dám hò hè một tiếng. Bảo Nhạc vỗ trán, cảm thán xong thì hắn lại cắn răng một cái, tiếp tục ngồi xuống bế quan tu luyện. Tất cả những gì Vương Bảo Nhạc ta có được từ trước tới nay đều dựa vào sự cố gắng của bản thân. Ta cũng không nhớ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu tươi, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không biết. Trong lúc ngồi ăn uống, ta cũng lo lắng suy nghĩ về con đường tu hành của mình. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ kiên định. Hắn biết rõ dù chị đẹp có giúp mình khá nhiều, nhưng hắn tin chắc dù không có chị đẹp, dựa vào tư chất và tài hoa của mình cùng với gương mặt anh tuấn vô song này thì thành tựu nhận được cũng sẽ không thua gì bây giờ. Dù sao thì theo hắn thấy, chỉ cần đẹp trai là sẽ được cả thế giới ưu ái, lúc nào cũng sẽ may mắn hơn người. Sự xuất hiện của chị đẹp cũng chứng thực được điểm này. Ta biết thừa là chị ấy thưởng thức tài hoa của ta nên mới chủ động đến đây trợ giúp ta lập nên sự nghiệp vĩ đại. Nghĩ thế, Bảo Nhạc lại có cảm giác rất đỗi thiêng liêng và thần thánh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy niềm tin căng tràn, hai mắt lóe sáng, tù vì trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Dường như linh khí của hắn cũng tăng mạnh theo niềm tin này. Mượn niềm tin mãnh liệt này, Bảo Nhạc bắt đầu đả tọa tu luyện. Theo vận chuyển lôi đạo sơ tiên minh pháp quấn quanh, Bảo Nhạc có thể cảm giác được tu vi của mình đang từ từ tăng lên. Tốc độ tăng nhanh lên này khiến cho hắn rất hài lòng. Lại càng cảm thấy tư chất của mình thật sự rất nghịch thiên. Không thì tại sao nay mình đã trúc cơ hậu kỳ mà những người cùng lứa khác mới chỉ là trúc cơ trung kỳ chứ? Không thể kiêu ngạo được. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tranh thủ nhắc nhở chính mình. Sau khi nhắc nhở xong, hắn lại càng hài lòng với mình hơn. Cứ thế mấy ngày trôi qua, sau khi vận chuyển tu vi nhiều lần, Bảo Nhạc phát hiện ba vị khu trưởng từ trên trời rơi xuống kia vẫn chưa tới, mà việc xây dựng Tân Thành cũng không cần phải hắn quản lý sát sao. Đồng thời mấy hôm nay có lừa lại mất tam tích, chẳng rõ chui ở xó xỉnh nào. Bảo Nhạc thử cảm ứng, phát hiện có lừa rất khỏe mạnh nên chẳng để ý nhiều nữa, chỉ dành thời gian liên tục tăng cấp pháp khí của mình mà thôi. Pháp khí của hắn có quá nhiều nên việc chế thăng cấp này khá nhàm chán và dài dòng, nhưng quá trình luyện chế này cũng giúp Vương Bảo Nhạc quen thuộc và hiểu rõ hơn về pháp khí của mình. Như khi rảnh rỗi, hắn liên tục mô phỏng thi nhan ở trong lòng. Thời gian lại thấm thoát thôi được, mới đó lại qua hơn nửa tháng. Mãi đến lúc này, ba người Trần Mộc vẫn chưa tới, khiến Bảo Nhạc bất mãn nhíu mày. Sau khi xuất quan thì trực tiếp gọi Lâm Thiên Hạo đến để hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc bất mãn hỏi han, thì Lâm Thiên Hạo cười khổ, thoáng chần chừ một lúc nhưng vẫn bẩm báo rõ ràng. Thành chủ, dựa theo tin tức nhận được từ vực chủ Sao Hỏa, thật ra ba người Trần Mộc đã đến Sao Hỏa từ lâu rồi, nhưng sau khi đến thì bọn họ vẫn ở lì trong thành Sao Hỏa, lần lượt đi bái kiến vực chủ, phó vực chủ và những người phụ trách các bộ ngành khác. Nghe nói đến nay vẫn chưa chào hỏi xong. Lâm Thiên Hạo nén nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, thấp giọng nói. Bảo Nhạc nghe xong thì dần nheo mắt lại, trong lòng nổi đó, thầm nghĩ ba cái kẻ này bái kiến biết bao nhiêu là người như thế, chẳng phải hỏi han đến mình một câu. Thái độ thế này đúng là trắng trợn quá mức. Nhưng đáng lý ra bọn họ không nên ngu ngốc như vậy mới đúng, cớ gì lại lộ liễu như thế. Đây là điều khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu nhất. Sau khi Lâm Thiên Hạo rời đi, hắn lại vùi đầu suy nghĩ về việc này. Không để hắn suy nghĩ lâu, ngày hôm sau thì vực chủ Sao Hỏa đã truyền âm thông báo để hắn biết được đáp án. Vương Thành Chủ, Trần Mộc, Ôn Hòe và Phương Tinh sắp sửa tới Tân Thành thần binh nhậm chức. Sau khi được liên bang phê chuẩn, thì khu vực của họ sẽ do liên bang trực tiếp quản lý, trở thành đặc khu tự trị. Hả? Sau khi nghe xong thì trong mắt của Vương Màu Nhạc chợt lóe hàn quang, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, hắn cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm, sắp mặt ngày càng xa sầm. Vực chủ, việc này liên bang làm hơi quá đáng rồi. Đây rõ ràng là thành của ta,
bọn họ tới đây đến tự trị trên địa bàn của ta là sao? Tuy là tự trị, nhưng vẫn là thù hạ của ngươi thôi. Vực chủ Sa Hỏa cũng khá bất mãn với chuyện này, nhưng đây là chuyện của liên bang, cô cũng không muốn nhúng sâu vào tranh giành của các thế lực khác. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hắn biết rõ thế này thì mình chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa mà thôi, toàn tranh thủ thêm một chút. Nhưng vực chủ Sa Hỏa lại thở dài nhấn mạnh thêm lần nữa, đây là ý chỉ của liên bang. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói với Vương Bảo Nhạc, nếu như ba người kia có hành động vượt quá giới hạn, thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ đến lúc bọn họ làm gì thì cũng muộn rồi, dù sao thì họ cũng đâu phải là lý gì. Câu này Vương Bảo Nhạc không nói ra khỏi miệng, sau khi tự ép bản thân bình tĩnh lại. Đợi vực chủ Sa Hỏa tắt truyền âm thì trên mặt hắn mới lộ ra vẻ âm trầm. Bà tên khốn kiếp này, các người giỏi lắm. Ông đấy đã bằng lòng chia bánh ngọt với các người rồi, mà các người không biết đủ, lại còn tự con mẹ nó chỉ nữa. Được lắm, cứ chờ đó cho ta. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên. Hết chương 391. Cảm ơn và gặp lại chư vị.